Em bé sinh ra từ thụ tinh ống nghiệm đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ đã chào đời vào tháng 5 năm ngoái. Hơn một năm sau, trường hợp thứ 200 là một bé trai cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, nặng 3,5 cân, mang lại niềm vui khôn tả cho cặp vợ chồng vô sinh thứ phát sau hành trình vất vả. Được ngày vui ngày hôm nay, cũng chờ đợi 13 năm nay rồi, nên là hôm nay gia đình rất là vui. Là đơn vị tiên phong trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc triển khai thụ tinh trong ống nghiệm, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ đã thực hiện 900 ca, tỷ lệ thành công sau chuyển phôi đạt gần 53%. Kết quả này tương đương với các trung tâm hỗ trợ sinh sản có tỷ lệ thành công cao trên thế giới. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm duy trì những cái thành tích đã đạt được. Ngoài ra thì phát triển thêm những cái lĩnh vực chuyên môn sâu về nam học, hỗ trợ sinh sản để nâng cao hơn nữa cái tỷ lệ thành công cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Mỗi ca thụ tinh ống nghiệm thành công, mỗi em bé chào đời là động lực thôi thúc đội ngũ thầy thuốc tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị. Hơn thế là niềm hạnh phúc vô bờ bến của các gia đình, nhất là các cặp vô sinh hiếm muộn. Em thử nói lên ai bạn thì lúc này thực sự là rất là vui. Thành công ngay luôn lần chuyển phôi đầu tiên. Được hai cháu, một cháu trai, một cháu gái. Khi mà thử que lên hai cặp ấy, thì thực sự lúc đấy rất là vui. Cảm xúc nó vỡ òa.